Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the star burns the light. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời, cùng vì sao xa tỏa sáng. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời, hát với nhau lời chúc mừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the star burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời, cùng vì sao xa tỏa sáng. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời, hát với nhau lời chúc mừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the star burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mẹ ơi con nghe, hình như ở cuối phố có ai cãi nhau, hòa trong tiếng pháo ồn ào. Vài đứa lót chuất lại gây thêm chuyện pha phách mấy người hàng xóm, mặt sao nhăn nhó cồn cào. Mùa xuân đến rồi, này cô chú anh chị ơi, giận nhau làm chi ngày năm mới. Một năm tê chi lại ghé thăm một lần, lãng phí chấp nhau để làm. Chuyện cũ
là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cám. Từ thua ấu thơ Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, sẽ có ngày Tâm thân này tìm giữa thoát về nơi ấm êm. Sinh ra trong gia đình cô Tâm cũng thương mình, thương thay cho thân phận đời cô Tâm. Vui chơi hay xa nhà, giống chơi hay la cả, không quan tâm ai trời ơi con cá. Lừa Tâm lấy hết cá tôm, một mình cám ấp ôm chuyến công về nhà. Tâm ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà.
keep it going. Chính là em, mà phân môi son thật dịu dàng, chẳng dễ cho anh làm quen. Như bao cô gái eo thon chân dài, không bận tâm, em không quan tâm anh là gì. Chỉ cần anh đã đến đây, là anh phải ngất ngất ngay vì em. Em xinh xinh, em đang đứng để feeling, để cho các anh sắp sinh. Điều nhạc của em làm cho anh yêu. Vâng, xin hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách, quý bạn bè của gia đình đã đến chung vui và chúc mừng ngày sinh nhật lần thứ 9 của bé Uyên Trang vào ngày 13 tháng 4 năm 2021. Và ngay bây giờ xin mời tất cả vị phụ mắt về sân khấu với chương trình ca nhạc trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 9 của Uyên Trang. Xin phép được bắt đầu. Mẹ của Nguyên Trang và đây là thị
hoàng tử rất là dễ thương. Đại gia đình thật hạnh phúc, một vị hoàng tử con trai, một cô con gái, một cô công chúa xinh đẹp cho ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời đại gia đình của chúng ta cùng tiến sát đến chiếc bánh xinh đẹp cho ngày hôm nay. Một chiếc bánh dễ thương ngày hôm nay sẽ đem mọi điều tốt lành đến trong Y Chang trong ngày sinh nhật lần thứ 9 tại Tư Gia. Mời chị. Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị quan khách, quý bà con, quý bạn bè của gia đình đã gửi cho Viên Trang trong ngày sinh nhật lần thứ 9 rất là nhiều. Và thay mặt cho gia đình của anh Luận và chị Nga, anh xin cảm ơn chị. Ai vậy ơi? Bác ơi chị. Đây là chị Tư 63 đang cầm trên tay món quà của đội Hoa Sen đến Viên Trang cũng như là gia đình. Và thay mặt cho anh Luận và chị Nga được tổ chức tại Viên Trang vào ngày 13 tháng 4 năm 2021 với sự hiện diện của tất cả vì là niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Chủ gia là một điều may mắn cho Viên Trang với tuổi 9 tuổi, và chúc tất cả vì một buổi tối thật an lành hạnh phúc trong lúc chiêu đãi của điện viên xuất xuất. Mong quý vị hình niệm tình thương khách của gia đình, chân đông cảm mến, dễ thương của Viên Trang và họ Khoa. Chúc quý vị luôn thành công trong cuộc sống.
xin quý vị thông cảm vì lý do kỹ thuật. Xin quý vị thông cảm. Chưa chị nhắm mắt rồi em chụp lại cái coi. Hai rồi em cảm ơn. Một lần nữa xin mời đại chi thân sơn. Và để tiếp tục chương trình một lần nữa, thanh sơn cũng sẽ được trân trọng kính mời tất cả. Chị Vinh, vỗ tay, vỗ tay.
khán giả bên có những cưới hội liên quan xin được vân vân, xin quý vị hãy liên hệ nhà hàng tiệc cưới Trọng Đăng, chúng tôi sẽ đến thành đây. Trong khi chờ đợi tiếng hát của chị Quân sẽ được ra trong cái bài tiếng hát của chị Thủy. Chị Thủy tiền tỷ. Một tràng pháo tay thành tâm nhiệt kính được không ạ? Rất xin được cảm ơn rất nhiều. Oh,
Just a day, just a night.